Xin chào quý vị và các bạn. Trong số hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách thực hiện một cú chip cơ bản. Cú chip bóng là một cú đánh ngắn, đòi hỏi người chơi phải có khả năng kiểm soát bóng ở khoảng cách ngắn, làm sao cho chúng ta có thể đưa bóng nhẹ nhàng lên trên green vào vị trí thuận lợi nhất để chúng ta có thể gạt bóng thành công ở cú đánh tiếp theo. Thông thường để thực hiện một cú chip đơn giản thì chúng ta có thể sử dụng cây gậy, gọi là những cây gậy kỹ thuật. Đó là những cây gậy trong bộ gậy mà có độ mở mặt gậy tương đối nhiều. Thông thường một cây gậy P hay còn gọi là cây gậy pitching wedge có độ mở dao động từ 44 đến 46 độ. Các bạn cũng có thể sử dụng những cây gậy khác có độ mở nhiều hơn, ví dụ như cây gậy A có độ mở dao động tầm 50 đến 52 độ, hoặc là cây gậy S là những cây gậy chuyên để đánh cát có độ mở tương đương với 54 hoặc 56 độ. Thậm chí có những tình huống chúng ta có thể sử dụng những cây gậy có độ mở nhiều hơn. Các bạn cũng lưu ý khi lựa chọn những cây gậy kỹ thuật để thực hiện những cú đánh chip ở quanh green, đó là độ mở càng cao thì đường bóng sẽ bay lên càng cao, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ cần phải đưa lực nhiều hơn để bóng có thể bay lên cao và rơi xuống không lăn sau khi tiếp cận với cả bề mặt green. Cũng có lúc chúng ta có thể sử dụng những cây gậy kỹ thuật có độ mở thấp hơn để đường bóng lăn đi nhiều hơn, và trong rất nhiều tình huống cách xử lý đó thực tế lại tối ưu hơn. Về kỹ thuật cơ bản, sau khi chúng ta đã chọn được gậy, các bạn lưu ý vì đây là một cú đánh nhỏ, thế nên chúng ta sẽ cần một tư thế setup nhỏ. Các bạn bắt đầu tư thế setup nhỏ với phần chân đứng không quá rộng. Thông thường hai chân của tôi đứng rất hẹp, với hướng chân check về phía bên trái mục tiêu, hay chúng ta vẫn có thể hiểu đó là hướng 11 giờ. Với việc đứng mở chân về hướng bên trái mục tiêu, điều này sẽ giúp tôi xoay phần người dễ dàng trong quá trình thực hiện cú đánh và không cần phải sử dụng lực ở hông quá nhiều. Bởi vì đây là một cú đánh nhỏ nên chúng ta sẽ vẫn cần phải xoay người, nhưng chúng ta không muốn ra lực nhiều lắm. Tiếp đến phần tay cầm. Để chúng ta hạn chế được vòng swing cũng như hạn chế được phần lực để thực hiện những cú đánh chip, các bạn có thể cầm gậy ngắn lại ngay cả khi chúng ta sử dụng những gậy có độ mở mặt gậy cao. Việc kết hợp của tư thế setup với hai chân sát nhau và tay cầm ngắn sẽ giúp các bạn kiểm soát vòng swing dễ dàng hơn. Trong khi đó, để thực hiện một cú chip tốt thì các bạn có thể đưa bóng về phía chân phải một chút. Các bạn lưu ý khi chúng ta đưa bóng về phía chân phải thì lúc này đầu gậy sẽ tiếp cận với cả bóng theo một góc hơi cắm nhẹ từ trên xuống dưới. Có những tình huống các bạn có thể đưa bóng về vị trí giữa hai chân hoặc thiên về chân trái một chút để đầu gậy di chuyển vào bóng theo phương nằm ngang và chúng ta đánh lướt nhiều hơn. Tuy nhiên trong tình huống này, để đầu gậy dễ dàng tiếp cận với bóng thì tôi sẽ đưa bóng về vị trí hướng bên trong của chân phải. Như vậy, với vị trí bóng hướng về phía bên trong chân phải, hai chân đứng hẹp, mở một chút so với cả hướng đánh, tay cầm gậy ngắn, bây giờ tôi có thể sử dụng phần vai và phần cơ trên của mình thay vì dùng cánh tay để thực hiện cú chip. Để có được một tiếp xúc bóng tốt thì các bạn lưu ý khi chúng ta thực hiện cú chip, các bạn cần di chuyển nhịp nhàng và đặc biệt tránh sử dụng phần cổ tay của mình nhiều quá. Một trong những lỗi cơ bản mà các golfer rất hay gặp phải khi chúng ta thực hiện cú đánh chip, đó là tôi thấy các golfer nghiệp dư thường hay có xu hướng sử dụng phần tay của mình rất nhiều. Khi chúng ta sử dụng phần tay nhiều và không sử dụng phần người hiệu quả, rất có nhiều khả năng khi tiếp cận vào bóng, đầu gậy của chúng ta sẽ bị nhả ra hơi sớm, sẽ có xu hướng tiếp cận với kẻ bề mặt đất sớm, và nếu như chúng ta không đánh vào đất thì chúng ta rất dễ bị đi lướt lên và đi ngang vào thân bóng. Với những cách đánh như vậy thì chúng ta rất khó để kiểm soát được vị trí tiếp xúc trên mặt gậy, và vì thế chúng ta không kiểm soát được đường bay cũng như không kiểm soát được độ lăn của đường bóng. Như vậy các bạn lưu ý, với những cú chip chúng ta luôn luôn nên có một chút góc độ tấn công đi từ trên xuống dưới bằng cách đưa bóng về phía bên chân phải và đồng thời hơi úp nhẹ mặt gậy. Khi chúng ta đánh, các bạn lưu ý chúng ta không sử dụng phần tay nhiều quá mà nên sử dụng phần cơ thể nhiều hơn. Điều đó sẽ giúp cho đầu gậy di chuyển mượt hơn trong quá trình thực hiện cú đánh. Như các bạn thấy, với việc sử dụng cây gậy chip 52 độ tương đương với cây gậy A thì đường bóng bay lên khá là bổng, và những đường bóng bay lên bổng thường sẽ dừng lại khá là nhanh và không lăn tiếp. Trong những tình huống như thế này
khi mà cờ nằm ở vị trí phía sau của green, tôi không nhất thiết phải thực hiện một cú đánh bồng như vậy. Chúng ta có thể sử dụng những cây gậy có độ mở thấp hơn, ví dụ như cây gậy P có độ mở tương đương 44 độ hoặc là cây gậy 48 độ trong bộ gậy của tôi ở đây. Với cây gậy P thì độ mở mặt gậy thấp hơn rất nhiều, thế nên đường bóng sẽ lan đi nhiều hơn. Và trong tình huống này, đây có thể sẽ là cách xử lý hợp lý hơn. Về phần kỹ thuật, tôi sẽ không thay đổi gì quá nhiều. Chỉ về phần lực, tôi sẽ đưa gậy lên ít hơn, bởi vì đường bóng sẽ bay lên thấp. Điểm rơi sẽ cần rơi ở vị trí sát với cả mép của green nhiều hơn là ở phía cờ, và đường bóng sau đó sẽ lăn về phía cờ. Với cú đánh vừa xong, các bạn sẽ thấy bởi vì cây gậy pitching wedge mang lại đường bóng thấp hơn, thế nên tôi không cần phải ra lực nhiều như cây gậy 52 độ. Vòng swing cũng sẽ có phần gọn gàng hơn và đưa đường bóng lăn đi nhiều hơn. Với việc sử dụng những cây gậy 52 độ, 56 độ, thậm chí 60 độ thì vòng swing của tôi sẽ phải lớn hơn. Và tất nhiên một vòng swing lớn hơn để đưa bóng bay lên bổng hơn chắc chắn sẽ có nhiều khả năng sinh ra các lỗi trong quá trình di chuyển nhiều hơn so với việc chúng ta sử dụng những cây gậy như cây gậy P, bởi vì vòng swing đơn giản hơn rất nhiều. Như vậy các bạn có thể áp dụng cùng một kỹ thuật với những cây gậy khác nhau và chúng ta sẽ tạo ra được những đường bóng khác nhau. Từ đó các bạn có thể áp dụng trong từng tình huống để chúng ta có được kết quả tốt nhất. Đôi khi chúng ta sẽ cần sử dụng những cây gậy kỹ thuật có độ mở mà gậy thấp đưa đường bóng lăn trong tình huống như thế này. Hoặc chúng ta có thể sử dụng những cây gậy có độ mở nhiều đưa đường bóng bay lên bổng để bay qua được những trượt nếu có. Một lần nữa, cú chip không phải là một cú đánh quá phức tạp. Nó là một cú đánh nhỏ đòi hỏi người chơi phải có sự khéo léo, thế nên các bạn đặc biệt tránh sử dụng phần tay của mình. Và nếu như chúng ta sử dụng phần cơ thể một cách hiệu quả với tư thế setup tốt và lựa chọn gậy hợp lý thì chắc chắn các bạn sẽ có những cú chip hay ở trên sân.